Đi vào đi, đừng có nói nhiều. Ui giời ơi. Này, Bon. Em đi học hay em đi đâu đây? Quần áo em nhìn xem, ống thấp, ống cao. Tất cả giữ nguyên hiện trường. Tức quá đi, tức quá đi. Mình không thể để cho cậu ấy thích làm gì thì làm được. Đúng. Đúng. Phải đòi lại công bằng. Đòi lại công bằng. Đòi lại công bằng. Đòi lại công bằng. Bon TV. Cả lớp nghiêm. Được rồi, đứng nghiêm đấy cho tớ xuống tớ kiểm tra. Quảng đeo cho nó chỉnh đúng đắn vào, cài cái cúc áo lại. Đi học hay đi tán gái, không phải phơi ra. Ui, đây rồi. Lỗi đây rồi. Đi học hay đi chơi? Đeo dép lê nhá. Một lỗi. Ôi, thằng Văn Thuyết, tha tớ lần này, bỏ qua đi. Đừng có nói nhiều với tớ. Bỏ qua tớ lần này đi. Một dấu. Hai dấu là đi lao động đấy. Lần sau đừng vi phạm nữa. Rồi. Vi phạm đi. Cứ thực hiện đúng tội quy thì không ai ghi cả đâu. Bước lên một bước nữa nào. Đầy đủ đấy nhờ. Khăn quàng. Đeo giày, sơ vin. Được. Đi qua. À, ý. Bình tĩnh, bình tĩnh. Suýt nữa thì tớ quên. Cậu cũng có đáng vừa thôi. Lệch 2cm nhá. Lần này là tớ cho đi qua. Lần sau là tớ bắt về thay quần khác mà đến trường mà học đấy. Cậu cũng có đáng vừa thôi. Đi vào đi, đừng có nói nhiều. Ui giời ơi. Này, Bon. Em đi học hay em đi đâu đây? Quần áo em nhìn xem, ống thấp, ống cao. Cúc áo thì không cài. Cặp thì đeo thế này. Khăn quàng hay là đeo yếm đi học đây hả? Vẫn thiếu mặt thì còn chưa rửa đi học đây thế này. Không thể chấp nhận được. Đi học cái kiểu này là không thể chấp nhận được. Con chưa gội đâu. Bon. Không tha gì cả. 2C. Trừ 10 điểm. Vi phạm nội quy nhà trường quá nhiều. Úi giời, còn cái này nữa. Khăn quàng sao lại xé đôi thế này? Lại còn đeo cái phong cách khăn quàng xé đôi nữa. Hôm qua em của em lấy kéo cắt mất rồi. Không nói gì, không lý do gì cả. Trừ 10 điểm nha. Đeo cặp tử tế, quần áo đàng hoàng lại. Học xong ra về nhận việc từ bác bảo vệ ngay giờ. Đi đi. Đi học hành mà thế đấy. Anh, thế mà em đi sao? Còn em đi lên đây. Sơ vin lớp 1A nhá. Lên lưng anh nào, anh cõng vào lớp. Đi vào lớp học thôi.
Cả giữ nguyên hiện trường. Vỗ tay. Các cậu được lắm. Trên lớp này người thì trang điểm, trên lớp học hay là cái chỗ đấy cậu trang điểm, cậu đeo kính hả? Đây nữa, cái mặt giả bộ ngây thơ à, đang ăn phải nhá. Ăn còn đang mà dính cái miệng nữa kìa, còn thằng này. Thằng này đang gác chân lên bàn. Thằng này á, gác chân lên bàn, không thể tha thứ. Lại còn cười à? Hạ loại lớp nha. Nhưng đây là giờ ra chơi cơ mà. Đúng rồi, giờ ra chơi mà. Này, tôi nói cho các cậu biết nha, giờ ra chơi là giờ để các cậu thư giãn một chút xíu thời gian để các cậu vào học tiếp nha. Trang điểm cũng là thư giãn mà. Ăn cũng là thư giãn mà, người ta nói rồi, có thực với vực được đạo cơ mà. Đúng. Chẳng lẽ tớ lại ghi cậu vào sổ luôn ngay bây giờ đấy chứ. Cất hết đồ trang điểm đi. Từ ngày mai tớ mà thấy là không nói chuyện nhiều lằng nhằng thế đâu, ở nhà luôn đấy. Còn thằng này nữa, sách vở là xé ra để gấp máy bay đúng không? Lần này là lần cuối cùng anh nhìn thấy, nghe chưa? Hạ loại nhá, cuối tuần đi lậu, rõ chưa? Ba đá. Cuối tuần này là cháu đi thôi. Cất hết đồ đạc đi, chuẩn bị mà vào. Tức quá đi, tức quá đi. Mình không thể để cho cậu ấy thích làm gì thì làm được. Đúng. Đúng. Phải đòi lại công bằng. Đòi lại công bằng. Đòi lại công bằng. Đòi lại công bằng. Ăn quà nhá. Lần này nó chết rồi. Quần ui, quần săn này.
Đi dép lê này đấy hay chưa? Gửi ngay cho cô Lan. Đúng rồi. Ôi, quay thế thôi. Quay thế thôi. Tắt tắt. Đi. Thôi ta đi nhá. Đi. Cái quả mặt không nổi. Mấy cậu ấy làm gì mà đúng có hay rồi chết. Người tiếp theo. Thôi anh đi học muộn rồi, hôm khác kiểm tra nhá. Không, anh phải lên lớp. Anh đứng lại cho em kiểm tra. Anh là sao mà cô không? Rồi, thôi rồi anh vào lớp đi. Anh phải lên lớp anh làm chủ nhật nữa. Nào. Không đeo khăn quàng. Khăn quàng đâu rồi? Đi học muộn. Bỏ quên nhà mất rồi. Anh muộn một tí không thôi cho anh. Không đeo dép vào. Anh đi học muộn một tí thôi mà. Rồi được con đô thôi. Chiều hôm nay sang đi. Ôi. Chứ phải đi. Ôi. Chưa nhiều. Thôi đừng có ghi anh nhá. Anh chốt ngủ quên một hôm nay thôi nhá. Lần sau anh. Không được. Quy định là quy định. Anh có nhớ lần trước anh bảo em như thế nào không? Nhớ rồi. Rồi thì anh vào đi để em ghi. Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.